Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu AR-15 Roja Dragon. Một cái khẩu súng được tặng free hàng ngày. Súng này không còn lạ lẫm với anh em gì nữa, nhưng thực sự nó rất là lạ lẫm với mình. Tại vì mình ít chơi game này. Sorry các bạn rất là nhiều nha. Tại vì mình đang luyện trình cái tựa game PUBG Mobile, nên cũng không có cái thời gian để chơi CFL được. Ủa, còn hai thằng thôi. Nhanh vậy. Vâng, đi hết thằng kia đi bạn ơi. Mình đợi cái giây phút hero nó lâu lắm rồi. Ôi dồi ôi, mình chả có gì mà mút đâu. Thằng nào nó cũng cắm mặt về mình vậy. Thôi xong rồi, đông quá. Tơ nhấp nháy này. Ơ, trời ơi, một phát không chết kìa. Vô lý vậy. Biến luôn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Bởi hết vô đây. Một mình tao chấp hết. Đâu rồi? Lầy thì nhảy xuống này. Bời vào đây. Ơ kìa, chém thế không chết kìa. Bạn có thấy vô lý không? Gì? Nhảy vô. Hai thằng luôn. Úi dồi, ba. Cần tớt. Cần tớt. Cần hết. Á đủ. Không được rồi. Yếu máu rồi. Mình hơi bị ngáo cái pha xử lý này. Ui dồi ôi, nhìn. Vâng, nhìn theo xu hướng bất lực thôi. Chả làm gì được. Đâu rồi? Ơ, mình yếu rồi các bạn ơi. Lại đây. Mình yếu lắm rồi. Đúng rồi, lên này. Ui dồi ôi. Lên này. Thanh niên chạy luôn. Ok, bây giờ sẽ là tình huống 1v1. Gì đây? Gì đây? Ui, thằng này trâu vậy. Ok, giờ là ngu như chín là sao vậy? Thằng này chat lên cái câu từ người Việt không thể hiểu được. Chắc nó chat tiếng Ả Rập rồi. Tìm người IBGL là sẵn là cái éo gì ấy nhỉ? Tao mình cũng không biết là ZL là cái gì luôn. Ôi rồi. Ôi rồi. Sorry bro. Còn thằng nữa này. Ừ, gì đấy? Tính mút người ta. Mút này. Lên tẩm du này. Quay tay này, trời, đơn giản thế. Tớ đâu? Công việc còn lại của bạn là phải cưa cầm mấy cái thằng này, dụ dỗ mấy cái thằng này rớt xuống để tụi mình hiếp nào. Đúng rồi, hay quá. Chúng ta sẽ ôm cây đợi thỏ, đợi há miệng chờ sung. Cây định mệnh, khốn nạn thế. Ông bảo bạn lùa xuống thôi, bạn ăn luôn cái kia này. À, yếu rồi này. Rồi, hai nhát rồi. Ok. Rồi. Đơn giản vãi nồi. Ok, nãy giờ chưa cận chiến được. Toàn bị hiếp SML. Vâng, có bạn đã thả tim trên cái khung chat rồi. Hay quá. Không biết thả tim cho ai đây. Không cái kết. Ui rồi ôi, may quá. Làm một lần dùng bay là đủ rồi. Mình ít khi làm hai lần dùng bay lắm. Vâng, đã thế rồi thoát luôn ạ. Thôi xong rồi. Trận này sẽ không có dùng bay để chơi đây. Ui rồi ôi, những nỗ lực cuối cùng của anh Tơ. Rồi, có thêm một con rồi. Hay quá. Ui, cái định mệnh, tí nữa thì liếm được cái con nhấp nháy rồi. Trời ơi, cái thằng kia ngu người chưa. Cái tội tham kill. Người ta bảo là có câu tham thì thâm đấy. Gì cơ? Đuổi theo mình á. Ra đây bạn ơi. Ok, cho mình sẽ nghĩ một cách gì đấy để cận chiến nó đơn giản hơn. Tại vì mình bị mất giáp rồi.
Đúng rồi, nên đi ngay phía sau. Phía sau một con zombie. Úi rồi, bắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng thôi bạn này. Vẫy vào đầu thế kia làm sao mình ăn được. Bắn vào người thôi. Đấy, ui trời ơi. Chúng ta chuẩn bị song kiếm hợp bích Lý Thông nha. Bắn vào người nha. Ui rồi ôi, thơm thế. Vâng, một sự kết hợp đến hoàn hảo giữa cặp đôi phía sau map Hoàng Lăng. Vâng, một thằng đẩy và một thằng thông. Làm sao mà nó sống được. Đâu rồi, bơi hết vào đây. Đúng rồi. Từ từ bạn này, mình cover cho. Bạn đừng đai nha. Thì sẽ dụ dỗ mấy cái bọn này để cho nó ra sau này bạn ơi. Đúng rồi. Hay quá, bạn ấy bắt đầu vào thế rồi. Úi dồi, hình như là chết rồi. Sorry bro. Quá đen cho bạn rồi. Cơ làm gì mà cam. Bạn sẽ có phần. Ui, bắn chết luôn kìa. Tính làm quả cuối cận chiến. Phí thế. Con thằng kia chết nhanh quá. Tí nữa thì lại có những cái quả highlight thông đít từ phía sau. Từ một cuộc tình. Mình cứ ngỡ là cuộc tình không có hồi kết chứ. Nhưng nó chia tay nhanh quá. Khói đâu mịt mù vậy trời. Rồi. Tôi nhanh chóng lấy cho mình được một kill. Ấy chết nhầm. Đã kéo lôi kéo được một bạn về team mình. Nhưng đáng tiếc là bạn đấy AFK luôn. Quyết tâm là không gia nhập. Rồi. Bạn đấy lên bàn thờ luôn. Khổ thân. Vâng, sắp tới là sẽ là một bạn cương thi. Từ từ đừng bắn chết nha. Ôi không được rồi. Ý đừng. Đúng rồi, ui trời ơi. Thơm thế không biết. Vâng, đúng lúc thằng tơ nó thoát luôn à. À đâu, hình như là bị cận chiến. Một sự kết hợp đến hoàn hảo và kết thúc trận đấu một nốt nhạc. Quá là cạn lời. Từ từ thôi nha anh em, không cần cúc xúc đâu. Bình tĩnh thôi. Đây rồi, ui. Mình ngửi thấy mùi thằng tơ đứng ngay bên cạnh rồi. Không thể tin bố con thằng nào được. À, ra đây. Trời ơi, đảo. Đảo cái gì. Rồi, nhấp nháy này. Ui, thằng kia nó lao lên cận chiến, bị hiếp rồi. Vâng, thâm thì tham là có thật. Tờ nhấp nháy ra này. Hello. Ui rồi ôi, cái thằng mật lợn này thì đứng đây lừa tình này. Sao mình chém xa ấy nhỉ. Chém như này kiểu như hack vậy. Hello. Ui ui, cai định mệnh. Ông làm gì căng vậy. Có cần phải như thế không. À, lừa tình à. Khiếp thật. Nó bay qua một cái hốt ngay giáp luôn ấy. Bọn này cũng thú tính ghê á. Từ từ bạn ơi, chúng ta sẽ song kiếm hợp bích nào. Một thằng Lý Thông, một thằng Thông Mồm. Cái định mệnh. Chết luôn rồi. Anh em bình tĩnh rồi. Cận chiến nào. Đừng có bắn chết, phí lắm. Đây, ui trời ơi. Phê chưa. Còn hai thằng nữa. Vâng, anh em kết hợp rất là ăn ý. Chơi zombie như này thì nó chỉ có khóc thét thôi anh em ạ. Vào xác định là ăn cận chiến thôi. Ok, zombie bắt đầu tăng lên. Từ từ bạn ơi, đừng bắn chết. Phí lắm. Ui, thoát luôn kìa. Mấy thanh niên chơi zombie kỳ vậy. Ok, nhấp nháy rồi nè. Gì cơ? Làm gì đấy? Ngồi. Lầy thì ngồi. Ok,
Chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.